Nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương phong tỏa và tạm dừng nhiều hoạt động do dịch COVID-19 xuất hiện tại nhiều nơi. Tại tỉnh Bạc Liêu, vừa mới xuất hiện 2 trường hợp dương tính trong cộng đồng tại ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc tạm dừng các hoạt động vui chơi, thể thao không cần thiết. Thời gian thực hiện từ 12 giờ trưa ngày 3 tháng 7 năm 2021 đến khi có văn bản chỉ đạo mới. Tại tỉnh An Giang, trong ngày 1 và ngày 2 tháng 7, tại huyện An Phú phát hiện 12 ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Long Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội thị trấn Long Bình kể từ 7 giờ ngày 1 tháng 7 theo chỉ thị 15. Riêng các khu vực trọng điểm của thị trấn Long Bình có liên quan đến các ca dương tính thì thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Tại Tiền Giang, đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đã phát hiện hơn 60 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca đã tử vong. Ổ dịch COVID-19 đã tấn công vào một số ngân hàng, cảng cá, chợ, khu đông dân cư, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Sáng nay, quân khu 9 phun thuốc khử khuẩn toàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.